Vụ cha ôm con nhảy cầu ở Quảng Nam, kéo con trai chết cùng mình, đó là một tội ác khủng khiếp. Chiều 17 tháng 5, lực lượng cứu hộ cùng hàng trăm người dân tại thành phố Hội An vẫn có mặt bên cầu Cửa Đại, nối Hội An với huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, tìm kiếm thi thể cháu nhỏ mất tích trong vụ cha ôm con nhảy cầu vào trưa cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, lúc 11 giờ trưa, một số người dân khi lưu thông trên cầu Cửa Đại thì thấy một người đàn ông chạy xe máy chở theo một đứa trẻ chừng 6 tuổi lên cầu có biểu hiện bất thường. Khi đến giữa cầu, người đàn ông dừng xe thoáng chút tần ngần rồi bất ngờ ôm cháu nhỏ nhảy xuống sông Thu Bồn. Trước khi nhảy xuống sông, một số người còn nghe cháu nhỏ vùng vẫy, thét lên hoảng loạn, đừng ba ơi, đừng ba ơi. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương đã tập trung tìm kiếm. Tới 12 giờ thì thi thể người đàn ông được tìm thấy cách hiện trường chừng 200 mét. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định hai nạn nhân trong vụ việc trên là hai cha con hiện đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng. Trước câu chuyện đau lòng này, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đã đăng tâm thư chĩa mũi dùi về phía người cha. Không ai tha thứ, thậm chí nguyền rủa người cha ấy. Ba ơi, đừng ba ơi, bé gái kêu lên trong tuyệt vọng nhưng quá yếu ớt. Bé không cứu được mình, cũng chẳng ai cứu được bé cả. Chuyện xảy ra hôm nay, báo chí có đăng tải một người đàn ông đã ôm đứa con gái 6 tuổi của mình nhảy xuống sông Thu Bồn. Chưa ai rõ lý do và có lẽ không cần biết bất kỳ lý do gì nữa, bởi lý do lớn nhất đó chính là cái sự ác. Sẽ không ai tha thứ cho người cha ấy được dù bất cứ lý do gì, thậm chí sẽ là những nguyền rủa. Anh ta đã chọn cách kết thúc cuộc đời, nhưng đứa con gái bé bỏng thì cần được sống, muốn được sống. Không có tội gì để phải chịu cái sự nghiệt ngã đó do chính người cha gây ra. Tước đi mạng sống con trẻ là một tội ác tột cùng. Vậy là sau một tuần, hai vụ việc tương tự đau đớn cùng xảy ra. Một người mẹ đã đẩy cái nôi ra bờ sông Thái Bình và ôm hai con nhỏ của mình cùng chìm theo dòng nước. Một ngày sau mới tìm thấy. Giờ thì đến người cha này. Hỡi người lớn, các ông bà đã chịu đựng mọi va đập của cuộc đời, có quyền chọn mình cách sống. Nhưng không bao giờ được phép sử dụng sự ích kỷ đến tàn nhẫn để làm phương hại đến con trẻ. Không bao giờ được sử dụng cái sự chán ghét một điều gì đó, chán ghét một ai đó, thậm chí chán ghét bản thân để hủy hoại con đường sống còn dài phía trước của các con. Sẽ không ai tha thứ cho điều đó của các ông bà cả. Cũng chẳng ai cần hiểu hay cần cảm thông cho ông bà cả, bởi việc kéo con trẻ chết cùng mình đó là một tội ác khủng khiếp, dù các ông bà không còn trên cuộc đời này đi chăng nữa. Tự hủy hoại bản thân cũng đã là một lỗi lớn, hủy hoại cuộc sống của con trẻ, muôn đời không ai tha thứ đâu, không bao giờ. Một số bình luận của cư dân mạng. Đọc thông tin trên mạng mà không tin nổi, trong đầu cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi một câu hỏi, tại sao lại thế, tại sao lại làm thế? Ai cho các người cái quyền đẻ ra trẻ con rồi tự định đoạt mạng sống của nó? Muốn chết tự chết một mình đi, ai bắt các người phải sống đâu? Đó là giết người, là tội ác. Các người phủi bỏ đi, sẽ có người khác lo cho bọn trẻ. Đừng nhân danh cha mẹ mà tàn ác hơn cả muôn thú. Xót xa tuột độ, sự ích kỷ xấu xa của người lớn mà lại là người cha, người mẹ nỡ tước đi quyền được sống của con trẻ. Quá độc ác, quá ích kỷ. Đồng quan điểm với nhà báo, đó chính là tội ác không thể thông cảm. Hy vọng đó là lời cảnh tỉnh cho các ông bà nào có ý định mang theo con trẻ đi chết cùng mình. Các ông các bà không có quyền tước đi quyền sống của các con. Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, trưởng công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn vợ chồng.